Dạ rồi, hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây rất nhiều các anh các chị về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Và đặc biệt là rất nhiều các anh trai về đây mong muốn để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin để tìm vợ. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin chào anh trai nhé. Anh có thể anh giới thiệu anh tên gì? Tên Nguyễn Hồng Châu. Nguyễn Hồng Châu hả? Dạ. Anh Châu năm nay nhiêu tuổi rồi? À, 51. 51 tuổi hả? À, anh Châu quê quán ở đâu? Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Vậy là mình đang sinh sống tại Vĩnh Long. Ồ, vậy là từ Vĩnh Long anh về đây bao nhiêu từ bao giờ đây? Đi hồi khuya. Hồi khuya hả? Dạ. Anh chạy xe gì về đây? Xe hơi. Xe hơi luôn hả? Dạ. Ồ, ai chở? Hay là mình anh đi? Ông anh chở. Anh chở rồi. Dạ. Xe hơi của nhà hả? Dạ, có em thuê. Thuê hả? Dạ. Ồ, phải không? Hay là xe của anh? Dạ, em thuê. Ồ, vậy hả? Vậy ngon rồi. Đi tìm vợ hay là đi đâu đấy? Dạ, đi tìm vợ. Tìm vợ đi xe du lịch nên ngon rồi, ghèo thơm rồi. Anh Châu đang làm công việc gì? Mà bây giờ ngày xưa em bán vật tư cát đá, ngày nay thì em cây em bể nợ rồi. Ở bể là ông dạ, chủ đi làm thuê phải hả? Dạ. Ông chủ vật liệu xây dựng hả? Dạ. Ồ, trước mình kinh doanh lớn mà lại bể nợ rồi. Sao lại mùa dịch Covid không mà bể nợ luôn hả? Tại em chơi tài xỉu mà nó gà đá. Ôi giời ơi, ông chủ mà lại dính vào tài xỉu thì làm gì còn đi nữa. Thế là mình bán hết luôn hả? Dạ bán hết rồi. Mất nhiều không? À, cũng hơi nhiều. Chắc chắn là ông chủ mà vật liệu xây dựng là mất thì chắc phải nhiều tỷ đúng không? Bạn mất hết rồi hả? Anh cho biết hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để tìm vợ. Dạ. Vợ anh họ tên là gì? Ngô Thị Tuyết Lan. Ngô Thị Tuyết Lan hả? Tuổi đời 1983. 83. Mà anh là bảy mấy? 74. Ồ. Anh thấy vợ trẻ vậy hả? Dạ. Ngon vậy. Vợ này vợ đầu hay vợ thứ mấy? Một vợ. Một vợ một hả? Mà năm mấy mà nhìn phong độ vậy hả? Anh á? Sao anh? Anh năm mấy tuổi mà nhìn phong độ vậy hả? Nhìn còn ngon con đấy. Chung ở nhà em cũng ít lao động. Nhân viên nó làm em ít lao động. À, mình ông chủ đúng không? Vậy là bây giờ là hiện nay mình đi làm công việc gì vậy? Em đi làm thuê. Thuê hả? Dạ. Thuê cụ thể công việc gì? Ổn không? Sống qua ngày nó đặng. Vợ anh là sinh năm 1980 mấy? 1983 tuổi hợi. Tuổi hợi hả? Dạ. Tuổi này có cứng đầu không? Dạ không. Tuổi này không cứng đầu hả? Rồi anh cho em một tấm hình đi. Vợ anh là cái nhìn ông nhìn hiền mà phúc hậu mà. Dạ dạ ông hiền. Ông nhìn khô á. Dạ. Nhìn mặt hiền khô mà nhìn đẹp gái nhỉ? Dạ. Cái hình này chụp có chụp áp không đấy? Dạ không anh. Không áp luôn hả? Dạ em đẹp lắm. Ô. Mà ngoan. Ngoan hả? Ngoan mà đẹp. Anh nói thật hay anh định vợ? Khi mà em lên đây là em không nói cái gì mà giả dối bị em có xem cái đăng kênh của anh Hải và anh Trần. Em coi đã biết không có gì lên đây mà giả dối hết. Ờ, anh có xem cái kênh của anh Hải và anh Trần đúng không? Dạ. Anh Hải đang bên ngoài. Dạ. Còn em thì đang nói chuyện với anh đúng không? Dạ. Ờ, vợ anh là 1983, quý hợi. Quý hợi. Năm nay 41 tuổi. 42 chứ ha. 41 thôi. Dạ. 83, 41 à? Dạ. Còn anh ngày năm nay 51. 51 tuổi. Trên nhau cũng khá nhiều tuổi nhỉ? Dạ. Mà hai vợ chồng nhìn vẫn cân xứng đúng không? Mình có chiều vợ không? Chiều cũng cưng không? Chiều thì chiều vợ cưng vợ rồi đó mà. Tại bữa đó nó cũng hơi bức xúc, hơi nóng chứ mà vợ em chẳng có sai gì hết. Ồ. Em sai. Ồ, cái gì? Vậy là vì mình sai luôn hả? Em sai. Chứ vợ em có đánh vợ em thiệt mà vợ em không có trả lời gì. Chỉ ngồi khóc. Buồn ngồi khóc hả? Dạ. Mình làm như vậy là mình đúng hay mình sai? Sai á. Chắc lúc có giận lắm hả? Lắm hả? Giận rồi làm như vậy. Em biết em sai nhiều với vợ. Vợ rất hiền ngoan, lo cho em. Trước đây là vợ anh có thế không? Dạ. Trước đây có hiền thế không? Vợ nhìn khô hồi xưa vậy. Thế còn anh có nhậu nhẹt, bê tha, say xỉn không? Em không biết nhậu mà không biết hút thuốc luôn. Không biết đá gà, đá bài, đá xỉu mà bây giờ nghỉ rồi, hết tiền nghỉ rồi. Thế còn tiền chưa được không? Thì cái đó là mình bây giờ thì mình thấy vậy chứ rồi cũng chưa biết có tiền ở trên nữa. Không giờ nhận tiền thì biết không chơi rồi. Nhiều khi là món này lên lão rồi em. Dạ đúng, anh nói cái đó là đúng. Nhưng mà anh đã hứa với vợ anh khi nào chưa? Dạ chưa. Vợ em hiền ngoan lắm anh, em quên chơi là chơi. Nhiều khi em muốn tiền nói khi bữa đó em quýnh số đề không? Buồn quýnh số đề nói nay thua, em chịu
cho rồi đã thua vậy đưa tiền lại giờ đưa tiền trả đưa luôn hả? Vợ dạ. Làm công việc gì? Vợ em hồi đó ở nhà nó làm công việc nó ở nhà nó làm hụi rồi thấu hụi với nó coi ở nhà đó. Vợ anh quê ở đâu? Dạ vợ quê ở đâu? Vĩnh Long luôn, sát nhà. Sát nhà nữa hả? Mà là trước cái quá trình tìm hiểu là mình tìm hiểu lâu không? Quen nhau lâu không? Cũng mang chứ không lâu rồi nè. Mấy chứ tháng? Là nên trời. Mấy tháng không? Chắc em thấy cũng lẹ đó. Lẹ chắc tháng hẳn. Em thấy quen cũng lẹ, được cưới em thấy cũng lẹ đó. Ồ, vậy anh còn lẹ hơn người khác, lẹ hơn em luôn đấy. Em quen thì tuần đấy ạ. Không có cần phải tuần thứ hai, quen tuần được rồi. Vậy là anh chắc 2 tuần hả? Không nhớ, mà thấy cũng lẹ đó. Chắc 2 tuần rồi ạ. Nhìn anh thì biết là lẹ rồi. Anh chắc nói chuyện khéo lắm hả? Đúng không? Anh nói chuyện khéo lắm đúng không? Nói chuyện con gái chắc là khéo lắm hả? Không ạ. Còn em nhìn thấy cái gái thì em không mê gì mấy. Em mê tài xỉu với đá gà. Ôi giời ơi. Thế bây giờ mình còn mê tài xỉu đá gà không? Hết chết rồi. Thế mình nếu mà mình còn khoảng 2 năm nay em không có biết đụng tới. Chẳng qua là mình hết tiền đúng không? Chính xác. Hết tiền. Còn tiền chơi nữa hả? Chắc em nghĩ là cũng không đến đâu anh. Anh nói gì chứ em có cái suy nghĩ. Anh được mấy người con nữa? À, ba đứa mà mất một đứa còn hai anh. Trai hay gái? Mất đứa một gái, con gái nó kêu nó không phải gì mất. Vợ chở đi ăn sáng nó rồi cái chạy xe đó, cái xe. Thắng nó cứ bơm cát lên cái nền đó. Trời. Cái thắng cái trường té phẳng trời phẳng con cái nhân ra khỏi trường ba chết mà chết. Lâu chưa? Cũng 2005 đó, nên nó con sinh 2005 nó chết hôm nay nó chắc cũng có 10 năm. Mười năm. Mười năm. Hiện nay anh còn mấy người, hai người con, trai hay gái? Hai người con trai, ngoan lắm, con em ngoan. Bao nhiêu tuổi rồi? Đứa 13 tuổi, đứa 3 tuổi hả? Nhỏ ý? Dạ. Cái gì? Ô, giỏi đấy hả? Dạ. Máy này sản xuất tốt này. Ô, nhìn thì còn tơ đấy. Tuổi thì lớn này, nhưng mà nhìn không ai nghĩ là anh năm mấy hả? Dạ, em 50, 51 bây giờ. Nhưng mà nhìn này nếu mà để đoán bên ngoài ấy, nhìn thì chắc anh khoảng 4-5 tuổi. 43 thì 4 lần. Hồi đó em ở dưới nhà, ở dưới quê thì em không có làm công việc thì là nặng. Chỉ em cần ăn nhà đúng không? Ờ, em chỉ cho em cái đứa đó em với anh em Hoàng. Em thích làm. Yeah. Anh cho hỏi là hiện nay ở quê mình còn nhà cửa không? Bán hết rồi ạ. Chơi hết rồi. Tiêu hết rồi. Ra đi hết rồi. Đi gà đi hết rồi. Theo bên Campuchia rồi. Ôi trời ơi, cụ nó ra đi mà chân lành toát rồi. Nhà anh có gần đê không? Dạ. Ở nhà mình có gần đê không? Em ở giáp cửa khẩu bệnh. Nhưng mà có gần đê không? Dạ. Nhà có bao có đê nó bao lùm quanh không? Có con đê nào lùm quanh nó bao đê, đê bao lụt đâu? Đê bao chống lụt đâu? Em không hiểu câu đó. Đê á, nhà anh có đê không? Đê mà thường thường nó bao nước rồi, nước lụt, rồi nước mà biển nó dâng, nó mưa. Không. Chẳng có mình ra đăng ký một đô ở ngoài đấy. Lên đây anh nói em phải tiếp thu mà nó gõ gàng, em nói phải gõ gàng anh rồi. Lên đây trên mạng xã hội những cô bác và anh em không nói cái gì mà để sai trên cái mạng xã hội với ngay chỗ cái hiệp sĩ Thanh Hải Vinh Trần. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Vì em xem là qua nhiều kênh rồi lên đây là bây giờ mình xấu hoặc cái gì đi nữa thì mình không có nói mà sai ở trên này được. Mình phải đúng trên, sự thật. Dạ, trên cái mạng xã hội này nói chung nhiều mà bà con anh em mà để xem cái kênh này của anh đó thì em cũng xem hàng đêm. Dạ. Thì em biết anh Trần thường thường lên làm tiếp xúc, còn anh Hải thì ít có lên mà để tiếp xúc luôn. Thì em nhìn được. Dạ. em đã hiểu thì em lên đây em đã cái gì em nói là nghe hết là không có gì sai. Rồi hiện nay là mình mất nhà mất cửa rồi. Mất hết. Mất hết. Con anh thì hiện đang ở đâu? Dạ. Con anh hiện đây đang ở đâu? Ở với anh. Mẹ đi ôm đi luôn hả? Ôm đi luôn. Bởi vì em nhớ em lo cho mấy con với vợ với phần vợ thì quá anh rồi. Em sợ ra ngoài người ta lừa bắt cóc cháu thôi chứ còn em nghĩ thì vợ em cũng không giận em được bao lâu đâu. Nó cũng về. Khổ. Vợ anh hiện đây đã bỏ nhà đi mấy ngày rồi? Bữa nay nó đúng là đi đường mùng 4, ở đây mùng 1 ngày đó. 11 ngày luôn hả? Dạ. 11 ngày qua rồi. Dạ. Và anh từ trước là đã từng bỏ nhà đi bao giờ chưa? Có, em cũng ghi lộn rồi đó, đi ra mới ăn thôi anh. Trước ghi lộn ra mới ăn hả? Dạ.
vợ anh ở nhà là anh có vợ anh có thấy là nhắn tin hay là trò chuyện trên mạng xã hội với người khác không? Không, vợ em mạng không chịu khó vậy hả? Dạ. Dạ em, vợ anh có hay nói chuyện không? Dạ. Vợ anh có nói nhiều không hay ít nói chuyện? Ít nói lắm, anh nói chuyện đàng hoàng. Ở nói chung là ở dòng đó ai cũng anh em bà con của bác cũng mến vợ, không biết sao mến là mến như vậy, nó hiền ngoan mà lo mà tiếp xúc nói chuyện đàng hoàng lắm ạ. Sao mình cũng chịu lần lo cho vợ đi, vợ đẹp mà con ngoan mà vợ thương yêu thế này mà sao mình không cố gắng tập trung mà để một mình lo cho một gia đình mà mình chơi bời mà đến giờ phút này đang là một ông chủ mà hiện nay giờ mất hết rồi. Thì em lo là lo mà nói chung cái gì nó cũng phải có cái chuyện xảy ra. Hay là mình rảnh quá mình ham chơi hả? Chính xác, em ham chơi. Nhưng lúc mà chơi như vậy em hỏi thật, em cũng đã từng chơi bời và em biết mà, em cũng từng chơi rất nhiều giới rồi. Lúc mình chơi là mình ham đúng không? Thua thì ham chơi, ham gỡ. Đúng. Được thì muốn chơi nữa. Thua thì phải muốn gỡ lại bằng được. Nhưng càng gỡ là càng mất hết. Dạ. Đúng không? Đúng. Có đúng vậy không? Đúng, đúng. Những lúc mà vô tình mà anh chơi mà một đêm hoặc là một ngày đó anh mất hết ấy. Sáng mai anh về anh có buồn và anh có tiếc thương những số tiền nhé. Tiếc thương là tiếc mà tiền vẫn em thương tiếc là thương tiếc mà em nghĩ ví dụ mà bữa nay thua mê mình ăn mình cơi gỡ lại thì bị ở nhà có tiền mình cứ chơi dù cơ nhưng mà mình chơi phải có chừng có một cái chơi mà đến khi mà mất nhà như vậy nhà vợ con mình cũng không được hưởng cái gì mình được cờ bạc này vợ con cũng đâu được ăn đúng không anh? Dạ. Anh có đem mình khi nào anh được anh phải đem về cho vợ vợ em nó không có coi tới tiền nó đâu anh, bị tiền trực tư rồi là kia em lấy rồi thí dụ mà khách hàng rồi đưa tiền rồi đó thì em cũng nhận tiền đó em đặt về ví dụ sạch này kia đó mình kia cái cột vốn cột vốn là vợ không biết thế này đâu vợ nó cũng không có bị mỏi vợ làm một việc em làm một việc rồi thí dụ tiền đó thì về em cũng đưa vô trong nhà vợ cắt đó mà vợ anh có khi nào quên anh ấy, là anh hãy bỏ cờ bạc anh tập trung anh thương em thương con anh tập trung gia đình không có mà sao mình không vợ khuyên nhiều mà khuyên nhiều quá dạ anh thấy lấy một cô vợ như thế này là tốt hay là không tốt vợ này tốt à sao mình không biết được giữ để cho giờ phút này vợ bỏ đi rồi cái chuyện gì nó nóng nó cũng đã lỡ rồi lỡ rồi thì em đã cũng đã suy nghĩ rồi thì nó cũng hơi muộn thì nói chung em cũng đã lỡ như vậy rồi thì cái chuyện gì nó cũng phải có lỡ lầm nó cũng có sai trái thì hôm nay em coi em đến đây thì em cũng nhờ mấy anh thì em hứa trên cộng đồng mạng xã hội thì trong chỗ hiệp sĩ anh Hải với anh Công Trần thì em đến đây em nhờ cũng mấy anh kiếm vợ vậy như vậy thì của vợ em nói chung em nên em nói thì không có vợ em thì không có sai trái mà không có trạch mà ha hoặc là những bạn bè người này người khác thì chẳng có em dám có nghĩa là đây là do vợ buồn quá vợ buồn đi thì em nghĩ vợ thì đi cũng không bỏ em đâu vợ thương lắm lo cho em lắm thì em nghĩ là nó cũng khoảng ba bốn bữa nữa thì khoảng một tuần trễ lắm một tuần là vợ cũng phải quay về anh biết sao bị em á không phải cái gì em lo cho vợ lo cho con là lo như vậy con nó nhỏ vì vợ nó hiền đó rồi em sợ ra người ta lừa gạt đồ này kia con cái nó tội rồi con nó đi ra ngoài đường mình nằm ở nhà thấy tội con mình phải đến đây nhờ mẹ kiếm lẻ giúp về cho mẹ nhìn vợ anh thực sự là một người phụ nữ trắng trẻo hiền lành xinh gái phúc hậu nhưng mà thực sự bên ngoài thì chưa biết là có đúng như vậy hay không nhưng mà nếu đúng như vậy thì thực sự mà anh không giữ được một gia đình này thực sự rất tiếc này anh đúng mình vợ mình bây giờ nếu như không sống chung với mình nữa mà ra ngoài thì chắc chắn là cũng có thể lấy được chồng khác bình thường nhưng mà tốt hay là không tốt thì mình chưa nắm chắc kể cả anh cũng vậy thôi yeah. Đúng không thế nhưng mà không gì thì cũng bằng là một người phụ nữ mà đã từng chung sống với anh mấy chục năm qua rồi đúng không hai người phải rất hiểu nhau từ lúc mà khổ nhất mà sướng nhất đúng không ạ đến giờ phút này không còn gì vợ vẫn tiếp tục bảo vệ anh nhưng mà chẳng qua là mình nóng giận vì những cái chuyện mà nó không có đáng đúng không ạ mình sẽ ra tay với vợ mà đến giờ phút này là vợ ôm con bỏ đi rồi người phụ nữ mà bỏ đi mà ôm con đi như thế này là một người phụ nữ rất tốt còn nếu người ta giận anh người ta bỏ đi như thế này mà đôi khi người ta bỏ cả con luôn người ta không cần con luôn thì đó là mình cần suy nghĩ lại nhưng đây vợ anh vẫn quyết tâm ôm cả con đi thì em đánh giá rất cao về người phụ nữ này anh ạ nhưng mà dù gì dù anh em thấy em không có là cái gì để trách anh được
Nhưng mà em thấy anh đang có một gia đình vô cùng rất hạnh phúc, một cuộc sống và nó là rất tốt đẹp. Anh chơi bời một cách quá, gọi là quá đà, đi xa quá, đến giờ phút này mất sạch. Bởi vì cuộc đời con người ta nó có rất nhiều cái cung bậc anh. Có thể là năm nay anh kiếm được rất rất nhiều tiền, nhưng có thể nhiều nhiều năm sau anh không kiếm được tiền nữa. Đó. Chính vì lý do như vậy, trước đây có thể là cái cơ hội của anh để anh kiếm được tiền, anh là một ông chủ, anh kiếm được tiền rất tốt đẹp, nhưng mình không biết giữ và không biết tận dụng. Đến giờ phút này mình lại phải đi làm mướn cho người khác. Yeah. Anh thấy cay đắng không? Cay. Đó. Bây giờ anh nghĩ là anh kiếm được những đồng tiền như vậy là khó. Khó. Đó. Mà khó còn khó hơn nữa là nếu như vợ anh mà không quay về mà ở với anh nữa là anh còn mất trắng rồi. Gọi là cuộc đời anh mất hết. Chỉ vì là anh chơi bời. Đúng không ạ? Thôi nhưng dù gì thì dù sao thêm nữa mình cũng là sai hoàn toàn trong câu chuyện này nhỉ? Sai. Mình là người đàn ông trụ cột. Yeah. Mình không lo được cho vợ con nhưng mà mình lại còn lấy đi hết. À cũng buồn anh. Đây là vợ mình nó quá hiền chứ không phải người phụ nữ khác, người ta không chịu như vậy đâu anh. Dạ hiền mà lo mà dữ lắm ạ. Đó. Và vì vậy cho nên là thôi thì bây giờ thế này, đang làm mọi chuyện nó cũng lỡ rồi. Dạ. Lỡ xảy ra. Vợ anh thì trước đây bỏ nhà đi lần nào chưa? Dạ có ạ. Mấy lần rồi? Anh nhớ xem mấy lần rồi. Ba lần đó. Ba lần, những lần đó là mình cũng đều đụng tay đụng chân, vợ buồn có bỏ đi hả? Dạ. Chứ vợ em không, tại em đụng tay đụng chân quýnh vợ người vợ ấy. Một lần này anh ra tay bao nhiêu cái? 4-5 phát gì đó. Dạ. Ôi chắc say sặc mặt mày luôn hả? Mà em quýnh thì nói tiếng em quýnh chứ nó chỉ với em nương chứ thì sao mà ra thẳng tay? Nương không có thẳng tay. Lúc lắm thì cái nào là em nói là. Thế là vợ ngồi sặc mặt trong khóc luôn hả? Dạ vợ em không trả lời đi lại. Không thèm trả lời. Nói chung quýnh cái đó em nói thì. Anh biết không, vợ em nó cũng còn một cái clip đó bị nhà camera quay, nó quay lại thì chú em nói với anh ở đây, dù một lát nữa mà anh mà kiếm gặp vợ của em mà nó đưa cái clip lên mà sai như lời em nói thì em chịu. Còn bị ngó hả bằng chứng? Dạ có bằng chứng, có bằng chứng ở trên cái clip. Còn là anh không có gì để chối cãi được. Em đâu có chối cãi, em sai mà, em nói em sai mà. Bây giờ thế này, dù sao thì chẳng nữa đăng cái video này chắc chắn cũng rất nhiều người phản ánh trong câu chuyện này. Dạ. Yeah. Có rất nhiều người có thể giận anh. Dạ. Yeah. Anh ạ. Bây giờ thì trước mắt anh phải trò chuyện với gia đình bên vợ. Yeah. Mong muốn gia đình bên vợ tha thứ và bỏ qua anh ạ, để nói chuyện với vợ anh. Em có xin lỗi rồi ạ. Em có xin lỗi nhưng mà mình hai ngày mình hứa là liệu có chắc chắn không? Chắc hẳn chưa, vợ anh đẹp thế này mà ra ngoài, em nói thật, ra ngoài là có nhiều cám dỗ lắm anh. Em nói chuyện rất nghiêm túc. Ra ngoài bây giờ có rất nhiều người đàn ông khác, người ta nói là bây giờ thôi em ở với ông chồng suốt ngày chơi bời cờ bạc ra tay này thôi, em ở với anh. Anh dù là anh nghèo nhưng mà anh vẫn thương em. Anh vẫn có nhà cho em ở. Anh không chơi bời cờ bạc. Anh làm bao nhiêu anh đưa cho em giữ, con em anh cũng nuôi luôn. Đó. Rồi vợ gọi luôn. Dạ không. Vợ gọi luôn. Dạ không. Ai vậy? Điện thoại này có em sẽ ghi còn điện thoại không ghi gọi là nhớ. Dạ ơi, gọi là số đấy, số của bò hả? Dạ không. Ôi em cũng không em hỏi thật anh. Ừ. Hôm nay anh về đây để mong muốn là vợ tha thứ đúng không? Dạ. Mình thôi mọi chuyện mình cũng lỡ sai rồi nhỉ. Anh nói chuyện với vợ anh thì hy vọng là vợ anh hiểu và thông cảm và có thể tha thứ cho anh lần này là lần cuối cùng trong đời. Anh hãy nói chuyện làm sao đó để cho vợ anh suy nghĩ lại và anh ôm con quay trở về với anh. Anh ấy lên tiếng đi. Thì bây giờ em có xem cái clip này thì em cũng coi. Thì anh mấy ngày nay thì anh kêu em trong anh nhớ anh chờ cái điện thoại của em chứ của con. Thì em cũng hiểu anh có nóng một chút thì anh có quýnh em như vậy, anh đã sai rồi, anh có xin lỗi ba với mấy đứa em vợ. Mà con Hiền á, nó có nói đó, em có nói với ba mà chị Sáu cứ đi cái tắt điện thoại, nói chung chỉ có gọi thì em kêu chỉ về để mấy đứa con đi ra ba ngoài đường ở trên này nó nguy hiểm. Thì anh nói như vậy thì em có xem cái clip này thì thôi em cái chuyện gì em cũng bỏ qua, anh xin lỗi em đi. Em cũng biết cái cách của anh sống với em rồi, anh đâu có mà bỏ bê em là không lo công việc mà vợ chồng mình làm ăn đâu. Thì bây giờ nữa, chuyện gì nó cũng có xảy ra, nó cũng lỡ thì em bỏ qua cho anh một lần này thì là cũng như lần cuối. Anh hứa tại chỗ anh hiệp sĩ Minh Hải, chỗ anh Công Trần và trên mạng xã hội thì
thì anh đã đưa cái clip lên tới đây là cái đường cuối cùng rồi, thì thôi cái gì em bỏ qua đi, em về đi để cho làm để con cái nó đi lang thang ngoài đường, em nó không hiểu rồi người ta bắt cóc con hay là kia, cái anh đau lớn lắm. Thì anh xin lỗi trước ba và mấy chị em rồi, thì anh cũng nhắn tin anh xin lỗi em rồi, thì thôi em về đi. Anh biết em giận vậy thôi chứ một hai ngày em vẫn về chứ không phải gì, mà tại em lo quá anh mới lên tới đây. Thì nhờ mấy anh kiếm giùm, ví dụ em không về thì mấy anh kiếm là cũng phải tiền gặp em thôi. Anh lên tới đây rồi, anh đưa lên tới anh Hải và anh Công Trần, mấy anh em ở đây đi tìm em rồi, thì em cũng không có đi đâu mà trốn được đâu. Đi càng lâu thì nói chung á, bà con ở nhà người ta càng dị nghị, nói vậy vậy này kia. Tuy rằng em không có cái gì mà người ta dị nghị, người ta nói này kia cũng tội cho em. Rồi còn anh thì anh cũng lúc nào nói anh sai, anh có đánh em vậy thì thôi. Trên mạng anh em nào có xem cái clip thì em cũng chân tình chân thật, thì thôi cũng bỏ qua thông cảm với em. Thì em cũng xin lỗi với vợ con, xin lỗi với mấy anh và trên mạng xã hội thôi, đừng có buồn em, đừng phiền. Ví dụ có gặp vợ em ở đâu thì giúp cho em phiền vợ em về dùm, em cảm ơn. Chứ còn em không có nghĩ vợ đi ra có người này người kia thì cái anh chẳng nghĩ em cái chuyện đâu. Vì anh biết em đàng hoàng hồi nào giờ rồi thì không có những cái chuyện đó đâu, anh không suy nghĩ em chuyện đó. Anh suy nghĩ em và con để nó quay trở về để mình làm, anh lo cho em, lo con là lo như vậy. Rồi nó cứ nói em hiền, cứ em ra ngoài sợ người ta lừa gạt, tao nói ngon ngọt rồi con cái rồi ở đây nó hay bán nội tạng hoặc Campuchia này kia, thì anh giờ anh hết tiền và không có khả năng mà để chuộc cho em với con về được. Anh thấy tốt chưa? Ừ. Thôi. Trước đây mình có tiền là mình có tất cả đúng không? Dạ. Chỉ cần là vợ đồng ý, mà vợ yêu thương, mà vợ chấp nhận là hai người có thể sẽ cùng nhau đến cuối con đường này. Nhưng đến giờ phút này tiền bạc đã hết. Anh. Dạ. Vợ con thì cũng bỏ đi. Anh thấy mình mất hết chưa? Dạ, thì anh nói như vậy, em nói như vậy, cái tiền đó đó là ngày xưa là hai chồng em không có tiền, là nói thật em không có tiền. Ngày xưa em cũng đi làm mướn, còn con vợ em thì bên vợ thì cũng khá giả, rồi em đi làm mướn, rồi vợ nói chung cũng thương chân tình chân thật thiệt, nó hiền lắm, nhà thì em tu, nhà bên vợ thì vợ tu rồi hiền lắm, em chỉ với vợ rồi được lắm, nói chung là tốt với em á. Bà vợ vợ mới mua cho một cái đất, có cái nhà ở, nói chung là đất bà vợ mua nha. Rồi về đó nói chung hồi đó là coi thầy với là mấy mấy người kia nói là tuổi dần như tuổi hợi nào có được, cái ông thầy mới coi mới nói là nó không có sao đâu, hai cái tuổi này nó khác một chút chứ nó về nó làm ăn mau, cái tiền mau giàu lắm. Thì em làm nghĩ lại để thì khoảng tiền 5 năm thì em có em nghĩ là nó có 5 năm 3 năm gì đó thì em có 1 vài tỷ gì vô rất là lẹ tiền á, em làm rất là lẹ tiền. Thì trong khi đó em có tiền rồi thì em phát triển là em ra giao lại cho đầu tiên là cái nhà dự tư cho nhà bác sĩ Quân Ngọc Hân đài truyền hình Vĩnh Long đó, là tôi cũng rất thương em, là ủng hộ cho em về những các bác sĩ ở Vĩnh Long đó, nghe nói từ tên của anh Châu thì nói chung anh em người ta ủng hộ lần lần lên. Thì em làm nó có tiền, em mua đất miếng này miếng kia rồi nó cũng xui á. Cái em quay qua ăn chơi thì nó cũng vắng đâu cũng vài năm gì đó là nó... Là gì? Của rồi cái em ăn chơi cũng vợ cũng cũng em cũng hơi giấu vợ đó. Chơi nó gần hỏi tiền ở ngoài đó bạc 30 với bạc 15 không là rồi ít tiền rồi xây dựng nó rồi mần không ra tiền được đủ nhiều, nói chung em mần có tiền lắm, em mần ví dụ một ngày những cái ví dụ vô chục triệu 7-8 triệu 3-4 triệu là chuyện là bình thường với em. Em làm có tiền lắm, ví dụ em mua miếng đất hoặc cái nhà em như vậy là em cắt em sửa lại thì em bán nói chung là kiếm cũng được 50, 100, 200, 300 là nhưng mà nói chung đó, nó dính vào chơi bời anh ạ, em là dính của vậy trong chơi nhà đội nhóm gia đình hết anh, dạ. Đó là cái kinh nghiệm của nhiều người xưa để lại. Thì em đó em cũng suy nghĩ rồi thì nó cũng bây giờ hai vợ chồng thì nó cũng nhầm khi vợ em thì chắc chắn là nó thương em là nó lo cho em, là em không nói sai cái gì lo lắm. Nhưng mà thôi bây giờ mọi chuyện dù sai dù đúng mà nhỉ, dạ. Ở trong câu chuyện này là anh là người sai hết, em sai anh không có gì để đúng trong câu chuyện này,
Chính xác, em đúng hay sai đó. Không phải là vì anh về đây nhờ mong muốn anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm vợ mà anh em đây nói xấu anh hay là nói tốt về anh. Không thể bênh một người mà chưa đòi được. Đây là nói chuyện nghiêm túc. Hay à? Vì sao dù gì tin em nữa thì vợ anh bây giờ thì cũng buồn quá bỏ nhà đi rồi. Bây giờ mình cũng chỉ mong muốn là vợ cho mình một cơ hội cuối cùng biết sửa đổi. Anh hy vọng là anh có sửa đổi được không? Nếu anh có chắc chắn anh sửa đổi được không? Hồi nãy em có nói rồi, mình có hứa với vợ mà hứa với tất cả các cô chú anh chị là mình sẽ sửa đổi, mà từ nay đi mình không có chơi nữa, tập trung lo cho vợ con. Bởi vì anh hiện nay anh trẻ so với tuổi anh ạ, nhưng mà cái tuổi mình không có trẻ nữa rồi, 50 rồi. Anh chỉ trong vòng khoảng 10 năm nữa thôi, nếu mà anh không kiếm tiền, anh không lo được sự nghiệp cho vợ cho con thì 70 tuổi đây anh không thể làm gì được nữa. Bây giờ là 50 hơn rồi anh ạ, 50 là mốt rồi đúng không? Đúng rồi. 51 thì còn 9 năm nữa, nếu không nhanh thì không kịp nữa. Bởi vì tuổi về hưu thì cũng 60 rồi, 60 là hết tuổi lao động đến nơi rồi anh ạ. Đó, anh có hứa với vợ, với con, với gia đình vợ, với tất cả mọi người là mình không chơi bài gì nữa, dù sướng dù khổ đó mình cố gắng lo cho vợ con được không? Dạ hứa, em hứa. Hứa mình phải xin thề đàng hoàng đó, chắc chắn không? Thôi trên câu thề thì em có thề anh Công, bị ở gia đình bên vợ là cái chuyện thề thốt, là cái chuyện đó thì nói thì ai cũng nói được, còn em lên đây là em không có cái nói mà cái câu thề anh Trần cái đó. Okay. Em nói là cái chân thật tinh tình ở đây là trên chỗ anh Hải và trên mạng xã hội các bà con anh em, thì cái này em đã sai với vợ toàn bộ, thì anh em trên mạng cộng đồng và xã hội thì em lên em cũng xin lỗi, thôi bỏ qua cho em, đừng có buồn mà thí dụ gặp vợ em ở đâu đó nhắn em ước về, thì em không có nghĩ vợ em đi đây hay người này người kia thì em chẳng có nghĩ cái chuyện đó, thì thôi anh xin lỗi em, anh có xin lỗi ba với mấy anh chị em ở dưới rồi, thì mấy anh chị em dưới không có nói gì hết, để ba thì ổng hiền đâu đó, ổng cho ai. Rồi cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh. Dạ. Em cũng hy vọng là bà xã anh xem video này cho anh một cơ hội cuối cùng. Dạ. Để mình làm lại. Dạ. Để mình có nhau và tiếp tục để cùng nuôi dạy các con. Dạ. Bởi dù sao thêm thêm nữa bây giờ anh cũng có với nhau mấy mặt con rồi. Dạ. Nếu mà không may một điều gì đó mà trắc trở trong cuộc tình này anh ạ, thì có thể các con của anh là người khổ nhất, còn anh có thể sẽ có vợ và anh sẽ có thể lấy chồng. Dạ. Nhưng mà khổ nhất là các con. Đúng. Ở với cha thì mất mẹ, mà ở với mẹ thì mất cha. Dạ đúng. Rồi cảm ơn cuộc chia sẻ của anh. Dạ. Em cũng chúc anh luôn luôn mạnh khỏe và thường lộ bình an. Dạ. Hy vọng trong những ngày sắp tới thì vợ anh sẽ xem video này và anh sẽ suy nghĩ lại cho anh cơ hội cuối cùng anh nhé. Dạ. Rồi hôm nay anh về đây mong muốn nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương thì đang tìm thì vợ và tìm con. Dạ. Anh có đồng ý cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả những thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ đồng ý. Rồi cảm ơn anh. Dạ kính thưa cô chú chị, nếu ai phát hiện thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Quân Thẩm Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em tìm cách để khuyên em gái này cùng với những đứa trẻ về với gia đình của mình. Dạ cuối video cho phép công Trần thì là thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nó đi nó chạy cái xe SH.